Ok, hi xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại channel của mình. Mình là Gat đây, và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft sinh tồn trên hòn đảo của tất cả mọi thứ. Yeah. Ok, như các bạn lần trước đã biết thì cái con khổng lồ của mình nó đã chết bởi một sự ngu người của mình các bạn à. Mình cho nó bắn, mình cho nó ăn cái mũi tên bay lên trời rồi rơi xuống hồi nào không biết luôn. Trời ơi là trời, thật là đau lòng. Nhưng mà sao mình được đền bù một con gấu bắc cực nè, rồi một con bò nè. Thêm gì nữa không ta? À, về cái lòng spawn á thì các bạn bình luận với mình rất nhiều là anh ơi anh phải đặt hết tất cả mấy cái phiến này á là thành đất hết luôn các bạn, thành đất hết luôn. Thì các bạn biết mà cái đảo mình làm gì có đất để mà đặt. Khốn nạn vậy đó. Rồi mình phải tiếp tục sinh tồn bên này và tìm tất cả bò lóc khác. Ủa cho thêm cái ống dẫn lên vậy. Tìm tất cả các bò lóc và đặt nha các bạn. Ủa nó cho mình một cái sen hô chết này. Rồi một cái đê bị hỏng nữa. Toàn đê hỏng như thế này. Thì lần trước hình như nó cho thêm một con chép nữa thì phải các bạn. Và như các bạn biết thì cái nhà cây của mình nó hoàn thành rồi. Tại vì hôm qua mình khi mà mình chơi xong á là mình cắt hết cái mấy cái lá cây này à, mấy cái lá cây như thế này nè. Mình gắn lên này cho nó thành cái nhà cây luôn. Đây các bạn thấy thì mình bao quanh hết rồi. Ôi, mở cửa ra cho nó sớm vào phòng mà nó cùng em hét nè. Rồi đặt cái này luôn. Cái giường này thì mình sẽ không để nó thành hai tầng nữa. Sẽ nó để từng góc. Đấy, từng góc của thằng lớp là màu hồng, của mình là màu xanh nhé các bạn. Ok. Cái nút nhạc thì em sẽ... Ủa, mình đập vào một cái nút kêu nè. À, em đang đập lóc mà nó cũng kêu được nữa các bạn. Rồi, đặt ở đây nha. Rồi, sau đó mình sẽ đặt cái ống dẫn ở đây luôn. Bật đợi cho nó sáng. Tại vì cái ống dẫn này thì mình không có cái nước hay là gì để mình làm đâu các bạn. Nên là không thể nào mà làm thành một cái hồ nước trong sáng được. Cái đó thì bỏ qua đi, không làm được đâu. Ta sẽ cắt vào rương, sen hô cái kiểu này, mầm cây này. Ui, hồi nào vậy? Hồi nào cho tôi cái này vậy? Ui sao bị cháy kìa, có đâu ra vậy? Cứ sập bị cháy cái mặt, ui khối đất này ngon. Thôi mình để dành đi các bạn, để dành khối đất đi. Vì khối đất giờ hiếm lắm. Có khối đất mình mới chế tạo thành mấy thứ khác được. Cường nó vẫn không spawn được các bạn. Chúng ta phải cần rất nhiều đất để mà nó spawn được. Mình có gỗ này nè. Ô, block manga đó nè. Đặt ở đây luôn. 1, 2, 3, 4. Rồi mình có thêm đá cuội, mình sẽ mở rộng cái hòn đảo của mình ra. Ở cái chỗ này các bạn nghĩ nên làm gì đây? Nếu mà cái chỗ này các bạn nghĩ nên làm gì á thì các bạn nhớ comment phía dưới nha. Để mình biết mình sẽ làm gì ở đây nè. Cái chỗ đất rộng này mình sẽ mở rộng thêm nha. Tại vì mình còn đá nè. Đây, chúng ta có thêm một cái đĩa nhạc. Thôi, không cần đâu, cắt vào rương. Rồi, thịt các kiểu, cá các kiểu cắt vào rương luôn. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo đây. Bật. Rồi, ta sẽ mở rộng đảo nha. Cái chỗ này sẽ mở rộng xa thêm xíu này. Ôi. Bột. Cái cây thì lát nữa mình sẽ chặt luôn nha. Chặt xong mình trồng lại rồi mình đổi gỗ nữa. Mình mong là nó sẽ cho mình nhiều đất. Khoan. Cái gì nó cho đất không ta? À, không có gì cho mình đất hết. Mình quên. Đất là phải, nó phải tự cho các bạn à. Bây giờ mình muốn cần nhiều đất để mà hoàn thành cái lòng spawn này. Bây giờ mình có lòng spawn rồi nhưng mà không có đất để mà cho nó spawn ra được. Khốn nạn gì đó. Đá nha vậy chơi. Phải chi hôm nay có thằng nớp vào đập đá cho mình. Nãy nó lại bận rồi. Rồi, ta sẽ bỏ vào rương. Khoai tay bỏ lò này. Một cái chai thủy tinh này. Chai thủy tinh thì mình không biết làm gì nữa. Mình có bột quỷ lửa không ta? Để xem. Bột quỷ lửa. Không có luôn các bạn. Chả có một cái bột quỷ lửa nào luôn. Mình có một con quỷ lửa này. Nhưng mà mình để dành đi. Nào có lòng spawn thì sao? Lòng spawn động vật với lại lòng spawn quái vật là khác đúng không các bạn? Quái vật là spawn là nó sẽ không cần đất đúng không? Chắc là vậy đó. Nếu mà mình nói sai thì các bạn nhớ comment nha. Rồi, cắt hoàn tốt vào rương này. Được cái gì không ta? Rồi, nói chung là rảnh thì mình sẽ... Ui. Yeah! Các bạn ơi, mình có con khổng lồ lại rồi. Yeah! Mình có con khổng lồ lại rồi. Yeah! cuối cùng chơi ngu à, một pha chơi ngu nhưng mà mình lại được lại con người khổng lồ. Hên vãi nồi. Rồi lại cái gian pha thuốc này, đặt ở đây đi. Hên vãi nồi các bạn à. Lần sau không, lần này không có chơi ngu nữa đâu các bạn à, rút kinh nghiệm rồi. Ok, mình sẽ chặt gỗ thôi, đâu ra mà được một con người khổng lồ nữa chứ. Ngon thật. Gỗ thì ta đã dành trao đổi. Được bằng sắt này, tung lên đi. Chúng ta sẽ lấy que. Hai que, chắc hai que là đủ không á. Cái này hơi bị cao á, mình sẽ đặt lóc lên này. Rồi.
hết cái cây này hơi bị khó đấy. Vì cây này nó mọc nhiều cành lắm, nếu mà các bạn chặt mà hết không hết cành á thì nó sẽ không rụng lá đâu. Đấy, ta phải chặt hết luôn mấy cái cành như thế này. Có khi nó len lỏi ở trong mấy cái lá mà các bạn không thể nào thấy được. Nó hơi khó khăn một xíu nha. Rồi, để xem thử cái nào còn cành không. Hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chặt thẳng xuống này. Đấy. Ờ, mình được thêm một mầm cây thông nữa các bạn. Ngon. Wow. Không biết con gấu bắc cực để làm gì nữa. Các bạn nghĩ nó để nó làm gì đây? À, nhiều bạn comment với mình là anh ơi hãy dùng màu cam với màu màu gì ta? Màu đỏ đúng rồi. Màu cam với màu đỏ để chế tạo thành màu vàng. Màu cam với màu đỏ đúng không? Màu đỏ đây nè. Màu cam. Cảm ơn bạn nha. Trời ơi, mình cũng không biết màu đỏ với màu cam trộn với màu vàng. Ngu vãi à. Ơ, không được nè. Ơ. Có được đâu. Trời ơi, cứ tưởng mày ad comment đúng nhưng mà không được các bạn ạ. À. Mình cứ tưởng là được. Hay là dùng màu khác ta? Hay là màu trắng này nè. Màu trắng với màu đỏ. Ra màu hồng mà. Màu trắng với màu đỏ là màu hồng mà, đâu có ra màu vàng được đâu. Màu vàng làm sao để chế tạo đây? Màu xanh là cần xương rồng này là đúng rồi nè. Không được bạn ơi. Trời ơi, cứ tưởng mẹ comment đúng, ai ngờ mẹ comment sai rồi. Không thể nào ra màu vàng được luôn à. Mình có len vàng nè, tự nhiên đâu ra đang nói chuyện màu vàng cái nó cho cục len vàng chứ. Hợp ý vãi. Ok, lên về cho sẽ đặt luôn. Đặt ở dưới bên đây. Đấy, bật nè. Rồi trứng gà mình có 3 cục rồi nè. Đá củi, slab. Lại vàng. Sao đang nhắc tới chuyện vàng vàng nó cho vàng nhiều. Chả yếu luôn. Rồi mình không biết cách nào để làm màu vàng luôn. Thôi kệ đi, bỏ qua đi. Mình cũng muốn lúc kia của mình nó có màu vàng. Ơ, đâu ra vậy? Đâu ra anh zombie sẻ vậy? Định vào chuồng xơi gà của mình à. Dễ vậy đâu. Ok, ta sẽ đặt thêm block này. Ồ, nghe tiếng con zombie baby ở đâu đây? Ui, sao chỗ đây nó tối sao mà sinh ra dơi nhiều vậy trời? What the hell? Khoan, đánh nó thì sẽ gây thương tích cho mấy con quạt của mình. Đánh bằng rìu thôi các bạn. Đánh kiếm thì nó sẽ gây thương tích lan cho con quạt của mình ấy. Rìu cũng mạnh mà. Ôi ơi, no. Khoan, lên đây lượm mầm cây cái ra. Ôi, không có chỗ lên nè. Ô, thêm cái giường màu xám nữa nè. Lắm giường vậy. Ui, trời ơi, con Reaper. Hèn chi cái con quẹt của mình nó nhái tiếng. Nó nhái tiếng Reaper các bạn à. Wow, tí nữa là không để là Reaper nó nổ chết rồi. Mày nha mày. Đấy, chuẩn luôn. Ui, tí nữa cây đinh ba của mình rơi xuống. Ok, chúng ta ngủ thôi. Sao đầy dơi vậy trời. Lại một cái giường. Ta sẽ đặt ở đâu đây? Đặt ở đây đi, ngủ. Trời sáng luôn là biện pháp tốt nhất đối với mình. Tại vì trời tối là mấy quạt nó spawn nhiều lắm. Ta sẽ đặt ở đây một cục slab. Rồi một cục than này. Rồi một cái cửa. Một cái cửa để đâu đây? Lại cửa sao dơi như vậy ta? Mình đâu có làm gì tốt mà dơi nó spawn như vậy ta? What? Cái bộ sưu tập cửa của mình. Kiếm này, xẻng này. Một cái chi hành. Một cái hoa chi hành các bạn à. Không, mình thích hoa Witcher hơn. Đâu rồi. Đây, hoa Witcher đây. Wither với lộn. Wither các bạn, Wither mình đọc lộn là Witcher. Mình nhầm. Hết chứa được rồi à. Mình cần chế tạo thêm nhiều rương không ta? Ô, được một con heo nữa nè, ngon. Spawn luôn. Rồi lộn, vô nhặt thịt các kiểu luôn. À, đói quá, lúc ăn rồi. Rồi, cái bát của mình đâu rồi? Ủa, mình bỏ cái bát đâu rồi ta? Ô, lại một cái cửa nữa nè. Ờ, mình lên mình thay thế cái cửa sồi kia luôn. Đây. Đây, cho nó có hai cái cửa giống. Đấy, ngon chưa? Đấy, tuyệt vời luôn. Ôi, mở cửa ra cho nó sớm vào phòng. Ok. Lại một cái san hô hình quạt. Mình đâu có căng. Chắc mình phải đập mấy cái sugar này ra thôi. Này. Tại vì mình đang cần hộp chứa các bạn. Ấy, đằng sau còn nè. Rồi. Cắt hết vào. Ta sẽ đặt tiếp tục. Ui, cát mình. Trời ơi, vẫn còn. Hên. Ui, trời ơi, đạp trúng cái lóc manga.
ta sẽ đặt ở đây, đợi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đặt cắt cái hoa chi hành màu dương này. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái bát. Ôi trời ơi, mình ăn luôn cái bánh kem rồi. Bánh kem giúp ngựa xương của mình. Kẻ chiêu hồn, cá heo này, mình được con cá heo nhưng mà mình không có cái gì để mà cho nó ở được. Còn cái bát mình cắt ở đâu rồi ta? Cái bát mình cắt ở đâu mất rồi? À đây. Rồi, ta sẽ được một thể tinh, được thêm một thể tinh nè, sẽ đặt ở đây. Ôi thôi rồi, đặt ai? Mình không hề thấy luôn cái màu xanh luôn nha. Hồi nãy mình không để ý luôn á. Quải nồi làm tốt cái miếng kính rồi. Rồi, bộ sưu tập hàng rào của mình cao lên đấy. Một cây nỏ với lại một mầm cây chồi sẫm màu nè. Thịt thối cắt luôn vô rương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đổi kim cương nha. Rồi. Wow, đã được 8 viên kim cương nữa rồi. Vậy là mình có 11 viên rồi. Ngon. Rồi, ta tiếp tục đặt lóc thôi. Đây, mình thêm một đường lóc nữa rồi. Đây các bạn nhìn nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bản đồ ra. Đấy, tuyệt vời chưa? Rất là nhiều màu luôn. Đúng là hòn đảo có tất cả mọi thứ. Chỗ kia còn gỗ à? Khoan khoan các bạn, chỗ đó nó còn gỗ. Mình chặt lại hết á. Con gỗ là nó không rụng đâu. Ô mình không có lóc nào bắt lên này. Đập mớ đá đi. Lần trước mình chơi ngu mình chui vào đây các bạn à. Vãi nồi chứ. Chơi ngu có thưởng. Đấy. Đập đá cái chỗ của thằng núp là không thể nào chui vào được các bạn à. Chui vào là chết. Ô mình thưởng thêm một cây nấm nữa. Ui gãy luôn cây cúp của mình rồi. Ủa rồi sao vào lấy đây trời? Khúc nẹ vậy? Oh my god, đá nó trôi vào kia hết rồi. À đẩy đẩy được nè. Nãy mình làm cách nào mà đẩy ra nè. Ủa nó không đẩy được, thôi kệ đi. Ra đi. Khốn nạn thật, không đẩy vô được. À không đẩy ra được chứ. Rồi ta sẽ bắt lóc lên để mà chặt mấy cái cây trên này nó còn này. Chắc chắn là còn một cục. Đây đây đúng rồi. Thấy chưa, nó còn một cục là nó không rụng được các bạn à. Cây nó khốn nạn vậy đó. Nãy mình không để ý kỹ. Rồi nó bây giờ nó rụng hết rồi nè. Mình xuống lại. Ok. Rồi cái chuồng của mình hình như là còn mấy con gà. Wow, nó xinh xẻ nhiều đây. Phải nồi à. Thôi kệ đi. Mình vào mình thu hoạch trứng gà thôi. Đấy, 4 trứng nè. Ui, mình được một cái hải đăng các bạn à. À đèn hiệu chứ lộn. Mình được một cái đèn hiệu. Nhưng mà mình không có cái gì để mà. Thôi mình đặt lại cho chỗ nào đi. Ok, chỗ này được đi. Ôi, búp. Wow, mình càng thêm một cái phiến đá cuội nữa. Đấy, chúng ta có thêm một cái cầu thang gỗ rừng. Đấy, mình sẽ đặt ở đây luôn. Đây, rồi sẽ để một cái slab đá cuội đây một cái nữa nè. Đấy, tuyệt vời. Ok. Mình có một cái thêm một cái cờ xám và lại một cái giường tím này. Giường tím. Bộ sưu tập giường, ủa giường tím mình có gì ta? Hình như hai cái màu này khác phải. Này đỏ đỏ sẫm, còn cái này là tím nó khác nha các bạn. Đỏ sẫm với tím nó khác. Cờ hiệu xám. Đặt đây luôn. Ok, chuẩn men. Cái gì vậy? Gỗ bạch dương cạo chọc vỏ. Ok, một cái gỗ bạch dương cạo chọc vỏ này. Thôi cho luôn cái này đi. Ui, được cái gì nè? Trứng sinh ra kẻ đuối nước. Mình sẽ cắt vào rương. Cắt vào rương đi. Ui, có hai trứng nè. Chúng ta được tặng cái gì mới mẹ nữa đây. Trời ơi, mình không có cá, mình có một con nè. Có một con duy nhất thôi. Một con, cá này cá chín nên là mèo nó không ăn được đâu. Cá nóc thì mèo nó cũng không ăn được luôn. Nè, cá chín nữa nè. Lắm cá chín vãi nồi ra luôn. Mà mình để ý nha, cái hòn đảo này nó không bao giờ có mưa hay sao ấy. Hay là do mình ngủ nhiều ta. Mình để ý là không có mưa. Ui, một cái đĩa nhạc màu đen. Mình có kim cương. À, mình chế tạo một cái đĩa nhạc đi. Một cái hộp nhạc đi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy kim cương và gỗ nha. Ôi chết cha, hết gỗ rồi. Hai cây thì nó chưa mọc luôn. Mình hết gỗ rồi các bạn. Ok,
trở lại bón xương luôn. Bây giờ xương mình cũng đâu cần làm gì nữa đâu, bón luôn. 1, 2, 3. Ngon. Ui, cây to luôn chứ. Ngon. Mà cây to mình làm biến chặt vải nồi luôn ấy. Các bạn phải chặt hết nha, chứ không chặt hết á là nó sẽ không rụng lá đâu, không nẹ gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lóc lên để chặt thêm này. Ok, chặt hết luôn. Đấy, mấy cái thằng cây nó len lỏi cho mình. Ui da, vải nồi thật chứ. Đâu ra nó rụng luôn cái lá khi mình đặt nó chứ. Ui, cái dòng chữ nó chạy nữa kìa. Ui, cái đó là nhiều bạn bảo là Hero Bay đang vào thế giới của mình á. Trời, chắc là vậy đó các bạn. Ok, chắc là hết lá, hết gỗ rồi. Qua, wow, nhiều mầm cây vải nồi luôn. Mầm cây có thể làm than để nấu nha các bạn. Rồi bây giờ có gỗ nhiều rồi, mình sẽ gọi là làm một cái hộp nhạc. Dễ lắm các bạn, các bạn chỉ cần bỏ gỗ xung quanh là được thôi. Đây, hộp chơi nhạc. Mình sẽ để trên đây, để chỗ này. Rồi mình sẽ thử lấy cái nhạc này vào. Ô, đĩa nhạc. Đĩa nhạc là nhạc êm đềm các bạn à. Ơ, nhạc êm đềm à. Ô, cứ tưởng nó là một cái đĩa nhạc ma ám chứ. Nhạc ma ám hình như là cái đĩa kia thì phải, mình cũng không nhớ. Rồi nói chung mình sẽ đặt hết luôn. Len luôn này. Ủa, thêm một cái kiếm kim cương nữa kìa. Lắm kiếm vậy trời. Rồi, còn gỗ thì mình sẽ đổi với dân làng luôn. Lấy kim cương. Đấy, được 5 viên, đó là 15 viên rồi. Bật. Mình sẽ test hết đĩa nhạc luôn. Ôi, vải nồi chứ, sinh ra phantom chứ. Ui, nhiều đĩa nhạc vậy trời. Store đi. Cho gì nè. Chung là mình rất là nhiều đĩa nhạc luôn. Bây giờ mình sẽ test cho bạn nghe nha. Cái bài này quen nè. Ờ, thằng nấm à. Cho một cái thằng nấm. Cái bài này nghe rồi nè. Ờ, nghe rồi. Nghe rồi, mấy bạn này nghe rồi. Bạn nào lạ lạ nghe coi. Ờ, bạn này nãy nè. Bạn trắng này nghe hồi nãy rồi. Ờ, các bạn vàng vàng này đi. Đây thực chất là cái bản nhạc ma ám này các bạn. Thôi 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 thôi. Đây đây C13 nha. Ủa không phải, C4 13. Sao nhạc cái gì vậy? Nhạc gì mà tưng tưng vậy? Wow, nhạc được ấy. Nhạc gì mà mới vô thì nghe tưng tưng thì ghê, nhưng mà hồi sau nó sẽ có một cái khúc khác cũng khá là hay ấy. Bê tông trắng hả? Đặt ở đây luôn. Nó khá là giống Thạch Anh đấy các bạn. À ha, mình có thể cho quẹt nhảy các bạn. Từ, khoan nha. Mình có thể cho con quẹt nhảy nha. Bây giờ mình đập cái hộp ra. Đây là fan khá bảnh khi mà nhảy nhảy điệu nhạc. Đây, rồi. Chúng ta sẽ bỏ nhạc vào. Đâu rồi? Đây. À, không nhảy à? Phải rồi. Đây là lần thứ mấy mình không biết nữa, nhưng mà mới lâu lắm mình mới coi lại con quẹt nó múa các bạn à. Cười cái nồi à. Khá là nhiều đĩa đấy, mà đĩa C13 là đĩa ma ám nha. Không biết là cái C13 con quẹt nó múa được hay không nữa. Đây. Xuống đây. Phải chỉ nói là con bé của mình nó coi đi vòng. Ô, đâu ra vậy? Ok, lấy lại cái đĩa này. Rồi mình sẽ bỏ cái C13 vào thử con quẹt nó múa hay không nha. Ở đâu rồi? Chảy mắt xác rồi. Đây. Cái con này nó lì. Không biết là nó có múa được hay không. Rồi, ta sẽ để cái nhạc ở đây. À, lâu một ngày mới ăn lại thịt heo. Ngon. Đâu rồi? Trời ơi. Để nó xuống này. Đợi nó xuống thì mình sẽ cho nó nhảy cái bản nhạc ma ám thì. Đây, nó xuống này. Vãi nồi thật, nhạc ma ám luôn nhảy. Ghê quá. Con này nhạc gì nó cũng nhảy được các bạn.
phải chi nó là con bét của mình nên là nó sẽ nhảy, nó sẽ nhảy hồi luôn. Này nó không phải là bét của mình, nó vẫn là quẹt quẹt hoang dã các bạn, tại vì mình không có hạt giống cho nó ăn nè. Đấy, đúng một hạt giống luôn, phải chi con này nó ăn một hạt giống là ngon, phải không? Nó ăn một hạt giống nhưng mà không thành công, mình bắt nó không thành công. Rồi thì hôm nay chúng ta được test đĩa nhạc với lại được coi cái con khốn nạn đó nhảy đến cái nhạc má nó cũng nhảy được, rồi con này thiệt tình luôn. Được thêm một hạt nhện thạch nè, rồi cái hộp nhạc mình sẽ cắt lại nha. Cái cửa sập á, ta trang trí đây luôn, thêm những ông ta giáp vàng này, khuyến này, rồi ta ngủ ra tại vì zombie các kiểu spawn đấy. Ôi chịu luôn, con gì lại thêm một cần câu này. Ê bậy nha, đi vòng vòng chơi thôi. Mình sợ con gấu chút lắm, tại vì con gấu chút là con vật yêu quý. Ơi vãi nồi, trời ơi, không có kiếm chắc mình khóc luôn quá. Ôi một pha đặt lóc ngu của mình. Ôi không có kiếm chắc mình nãy giờ mình khóc rồi, hết hồn luôn trời. Các bạn biết tại sao mình sợ chết đến vậy không? Các bạn biết mà số mình nhỏ lắm. Giờ chết cái gì vậy? Ông tướng, trời ơi, con người ta to như vậy mà ông tới ông đứng ông ngắm người ta. Vãi nồi. Sự khác bọt rất là lớn luôn. Rồi ta được thêm một cái đá mài này. Chả hiểu tại sao có quẹt lại thích ngắm cái con zombie. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì ủa được cái chuông này, mình có cho ta. Chưa luôn, chuông ngon, chuông thì chúng ta sẽ để đâu đây? Không biết là dân làng nó có sợ. Không sợ các bạn. Rồi, ui, xin lỗi. Ok thì sao mày cứ ngắm cái con. Hình như hai con đang nói chuyện hay sao đấy. Một đường một cái đẹp thường các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì cảm ơn nếu các bạn muốn mình tiếp tục làm Minecraft hòn đảo bắt cao một thứ hay Minecraft thành tồn thì các bạn nhớ like mạnh để mình có động lực làm tiếp nha. 5.000 like đó thì mình sẽ ra video sớm các bạn xem. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Yeah. Anh hùng trong chúng ta.